Cây này nuôi bồ công các bạn. Cây này cây sắp đế. Sắp đế nha các bạn. Cây này chắc hoành sát gốc chắc khoảng được 20 ạ. Cây sắp đế nha các bạn. Đế. Đế là bùa điệu phải không? Mình chừa hai cái tược này đựng mốt nó uống thêm hai cái tàn ở dưới nữa nha các bạn. Cây này nếu ấy mình sẽ để nguyên cái này gửi luôn bạn, đóng thùng xốp gửi cho mấy bạn luôn. Để nó đang ra rễ non trong đây hết rồi, nhổ ra uổng lắm, nhổ ra nhiều khi đứt rễ, để về quấn rồi luôn, quấn keo lại để về bạn gỡ nguyên cái bầu này ra để nguyên xì này nuôi tiếp. Để hai cái tược này mốt làm hai cái cành cho này nữa bạn, một cành đây nữa nè, nuôi hai cái tược cho đó nữa. Còn nếu không thích thì nuôi khúc trên giống vậy, giống cơ bản có cũng được. Nuôi bồ công này, nuôi mặt khỉ. Cái này mini chơi giải trí, đang cho có clip bán hả bạn ơi. Cái khi không có cây gì bán nó cũng buồn, nhưng là một phần là nó cũng bán một số cây cho có để bán, cho có clip thì bán. Cái sắp để chết cha bể cái bầu rồi, tét cái bầu rồi. Nuôi công nha bạn, này cây mini chơi vị trí sắp để.